Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 20 tháng 4 có những tin chính sau đây. Khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh ủy sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý nhà nước cho các sở ngành khối văn xã. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc, tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Cùng dự có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, trong đó rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, tập trung nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bấm nút khai trương hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Sau khi nghe các bộ ngành chức năng và các địa phương báo cáo, thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương khắc phục hạn chế tồn tại trong công tác quy hoạch, tập trung quyết liệt thực hiện tốt công tác này, bảo đảm chất lượng theo nghị quyết số 108 của Chính phủ, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, thống nhất định hướng quy hoạch, bố trí nguồn lực, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quy hoạch, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác quy hoạch, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng của hội đồng thẩm định, đồng thời tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Các địa phương cần chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch quyết liệt hơn. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được hun đúc từ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trải suốt chiều dài lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy đã được tái hiện đầy tự hào qua những lời ca, tiếng hát được mang đến hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng được khai mạc vào tối qua tại nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng năm 2013 với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 28 trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa nghệ thuật, trung tâm văn hóa điện ảnh các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động văn hóa hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Đây cũng là thời điểm tỉnh Vĩnh Phúc đang quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Hội diễn là dịp để tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với chủ đề Tự hào giai đoạn Tổ quốc, lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi hấp dẫn, nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu hoành tráng. Những giai điệu tự hào được ngân vang đem đến cho khán giả thật nhiều cung bậc cảm xúc. Đi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng thì thấy đặc biệt là tỉnh nhà mình dành cho một chương trình rất là đặc sắc và rất là hoành tráng và nhìn rất là chuyên nghiệp.
bản thân thì coi những tiết mục từ đầu khai mạc cho đến bây giờ thì thấy những tiết mục nào cũng rất là đặc sắc và rất là xúc động và nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Xem cái chương trình này thì gợi lại cho mình một tình yêu tổ quốc, mình một tình yêu đồng bào và gợi cho mình nhớ lại những ký ức xưa hào hùng của ông cha ta đánh giặc. Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật thi diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh An Giang. Đoàn Vĩnh Phúc tham gia hội diễn với chương trình nghệ thuật Vang mãi bản hùng ca, gồm các tác phẩm đặc sắc được chất lọc từ kho tàng ca khúc cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua và các ca khúc tiêu biểu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương. Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày 22 tháng 4 tại nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp quý 1 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy và đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong quý 1 năm 2023, toàn ngành điều tra làm rõ 117 trên 127 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 265 đối tượng, điều tra làm rõ 13 trên 13 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 18 đối tượng. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện hiệu quả. Một số vụ việc kéo dài phức tạp đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo. Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được đảm bảo, không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Chất lượng các khâu công tác đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 12 vụ trên 16 bị can tại cơ quan điều tra, 1 vụ trên 3 bị can tại Viện Kiểm sát thụ lý và 3 vụ trên 6 bị can tại Tòa án thụ lý liên quan đến tham nhũng tiêu cực đang được chỉ đạo điều tra làm rõ. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu các cơ quan khối nội chính tiếp tục quán triệt triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác nội chính phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt triển khai nội dung cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, an ninh mạng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, tăng cường kiểm sát, phối hợp hoạt động của các cơ quan tư pháp để kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, hạn chế mức thấp nhất lượng án tồn, án quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chiều nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe các sở ngành thuộc khối văn xã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước của ngành lĩnh vực. Tại hội nghị, ngành y tế nêu việc chưa tuyển được viên chức khối khám chữa bệnh do vướng mắc về cơ chế, ngành giáo dục và đào tạo gặp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ giao tại quyết định số 880 của Tỉnh ủy và 6 nhiệm vụ chuyên môn khác. Việc giao tự chủ cho các trường học và sử dụng tài sản dôi dư trong các nhà trường. Đối với ngành lao động thương binh và xã hội, hiện đang cần được tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực lao động việc làm, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, ngành nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, bảo trợ xã hội và trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Ngành khoa học và công nghệ đề nghị tháo gỡ việc xử lý các tài sản hình thành từ nghĩa vụ khoa học công nghệ theo Nghị định 70. Ngành văn hóa thể thao và du lịch đề xuất tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hóa các cấp. Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể cùng những giải pháp đối với từng nội dung kiến nghị của các ngành, lĩnh vực để sớm giải quyết xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại mà các đơn vị đã nêu. Đối với những nội dung chưa giải quyết được ngay tại hội nghị,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo các sở ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp riêng nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á CUP VDV Cup năm 2023 họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức giải tại Vĩnh Phúc. Dự có đồng chí Vũ Biểu Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á CUP VDV Cup năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023 tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của 9 nước khu vực châu Á tham dự gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Mongolia, Đài Loan, Thái Lan. Theo thể thức, 9 đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Căn cứ kết quả thi đấu vòng bảng, các đội sẽ tranh hạng từ 1 đến 4 và từ 5 đến 9. Đội vô địch sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ thế giới năm 2023. Theo đánh giá của ban tổ chức đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu được thực hiện chu đáo, cơ bản đã hoàn thành tất cả hạng mục từ cơ sở vật chất thi đấu, an ninh trật tự, công tác y tế, phòng chống COVID-19, công tác vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn, nơi ăn nghỉ của các đoàn vận động viên cũng được chuẩn bị chu đáo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức thi đấu giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023 được tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc với bạn bè trong nước và quốc tế. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc dự hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị truyền thông tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tham mưu xây dựng các kế hoạch phòng chống thiên tai, các phương án phòng chống thiên tai cấp tỉnh, kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ, đề xuất khắc phục ngay tình trạng hư hỏng công trình để kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng phương án triển khai theo nhiệm vụ được phân công. Đối với các công ty thủy lợi, chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các hồ chứa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án nạo vét luồng tiêu, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án đáp ứng yêu cầu về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là địa bàn thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo. Các địa phương tiến hành rà soát các dự án, nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai để chủ động có phương án ứng phó trước mùa mưa bão, đảm bảo thực hiện 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa chi bộ và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn CDL Việt Nam, khu công nghiệp Bình Xuyên. Đây là một doanh nghiệp FDI được thành lập tổ chức Đảng năm 2022. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa chi bộ và ban giám đốc doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò vị trí của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo tốt các đoàn thể cùng phối hợp với ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Việc triển khai thành công ký kết quy chế phối hợp giữa chi bộ và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn CDL Việt Nam là mô hình điểm để Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nhân rộng trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng trên địa bàn toàn tỉnh. Chiều nay, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028, tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ qua, triển khai mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đại hội đề ra.
các chương trình phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện. Chất lượng chương trình được nâng lên, góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương đi vào cuộc sống, chung tay cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên ghi nhận và biểu dương khen thưởng. Với khẩu hiệu đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, nhiệm kỳ mới Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, tăng cường kỷ luật, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Cũng trong hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đại hội công đoàn lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hoạt động đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước kết hợp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành công đoàn cơ sở, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Thưa quý vị, trước mỗi sự việc nổi cộm, phức tạp, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền có vai trò quyết định. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương đã xử lý kịp thời, hiệu quả những bức xúc của nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng, ghi nhận tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô. Từ thông tin của nhân dân phản ánh về việc cơ sở kinh doanh cát sỏi Hoàng Anh ở thôn Yên Kiều, xã Tứ Yên, lợi dụng việc được Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, đã xây dựng cầu cảng trái phép, gây cản trở dòng chảy của sông Lô, vi phạm luật đê điều. Chính quyền xã Tứ Yên đã khẩn trương kiểm tra làm rõ, kịp thời xử lý các vi phạm. Ủy ban nhân xã chỉ đạo dừng cái việc hoạt động tạm thời của cái việc bến thủy nội địa, đồng thời là khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu cho cái dòng chảy của dòng sông. Sau khi mà ủy ban nhân dân xã đã có cái chỉ đạo thì hộ cũng đã tự nguyện tháo dỡ cũng như trả lại cái mặt bằng cho cái dòng chảy. Được sự tuyên truyền nhắc nhở của chính quyền địa phương, cơ sở kinh doanh cát sỏi Hoàng Anh đã nhận ra các vi phạm của đơn vị mình, chủ động tháo dỡ khu vực xây cầu cảng trái phép, hoàn trả hiện trạng dòng chảy của sông Lô. Gia đình là trước tiên là định xây dựng cái bến cái để bốc hàng, nhưng mà sau khi là thấy chính quyền địa phương nói là vi phạm thì gia đình cùng với chính quyền địa phương đã tháo dỡ trả lại mặt bằng cho dòng sông. Nhằm đảm bảo dòng chảy cũng như khả năng thoát lũ của dòng sông, luật đê điều nghiêm cấm các hành vi xâm phạm dòng chảy và hành lang thoát lũ. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý đê điều, xã Tứ Yên cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế các trường hợp vi phạm luật đê điều xảy ra trên địa bàn. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với nhiều ngành, lĩnh vực. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số được coi là chìa khóa để nâng cao chất lượng giáo dục. Và trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, giáo viên chính là đối tượng chủ đạo để triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào công tác dạy và học. Tiết học của cô giáo Ngô Thị Thúy Nhâm, trường tiểu học Minh Quang, huyện Tam Đảo đã trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh từ những trang giáo án điện tử minh họa, cả hình ảnh, âm thanh, giúp học sinh hiểu bài một cách nhanh chóng và có những vận dụng kiến thức liên môn. Những bài giáo án điện tử đều được cô giáo Ngô Thị Thúy Nhâm chuẩn bị kỹ càng trước mỗi giờ lên lớp. Thấy là
khi đưa cái chương trình chuyển đổi số này vào thì là một cái kết quả học tập của các em nó khác hẳn so với trước đây. Đấy, các em hiểu bài hơn, hứng thú hơn, và khi học thì các em tạo được những cái hoạt động trong giảng dạy, thì trong học tập của các em là các em hiểu bài này, và các em rất là ham để học hỏi, trao đổi lẫn nhau khi có những hình ảnh trực quan sinh động. Đấy là một cái mà cuốn hút nhất trong quá trình học cũng như giảng dạy của giáo viên. Để chuyển đổi số thành công thì bản thân mỗi thầy cô giáo phải là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong mỗi nhà trường. Các thầy cô rất hứng thú và cái hiệu quả của cái việc được trang bị các cái máy móc để thực hiện chuyển đổi số trong dạy học có chất lượng thì là cũng đã tiến bộ rất là rõ rệt từng qua từng đợt khảo sát hàng tháng của nhà trường. Phụ huynh và học sinh rất là yêu thích đối với các cái môn học mà được các thầy cô sử dụng máy chiếu, đặc biệt là có những cái thông tin được thầy cô khai thác ngay ở trên mạng và nó rất hiệu quả, khiến học sinh rất hứng thú và học tập rất hiệu quả. Tôi tập trung vào chỉ đạo sát cái thực hiện cái ngay từ đầu năm học là cái thống kê giáo dục sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, và trong nhà trường thì các cái hoạt động về chuyên môn là phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, xây dựng bài giảng điện tử, rồi thầy cô giáo sử dụng các cái môi trường, các ứng dụng công nghệ hiện nay để sử dụng để xây dựng quản lý lớp cũng như là làm việc với trao đổi với phụ huynh học sinh một cách tiện lợi nhất. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ xác định giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số, bởi đây là lĩnh vực có tác động xã hội liên quan trực tiếp và hàng ngày tới người dân. Hiện ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc tập trung thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.